Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đến với cái bài học tiếp theo của cái hành trình là học trên Duolingo ha. Và mong rằng những bài học này sẽ là giúp ích cho các bạn trong cái việc mà học tiếng Trung. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Và nếu cảm thấy nội dung này hữu ích thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là like và đăng ký kênh, cũng như nếu chúng ta có gì thắc mắc thì cứ để lại cái phần comment ở bên dưới. Bây giờ để mình xem màn hình ha. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bài học hôm nay là họ và tên của phần tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ học kết thúc để xong hai bài này luôn ha. Học ở trên Duolingo thì là khá là đơn giản ha các bạn ha. Nếu mà chúng ta có thể bắt đầu từ cái cấp độ mình mới bắt đầu học hoàn toàn, đối với những bạn mà hoàn toàn chưa biết gì mình cũng vẫn có thể học ở trên đây. Và nếu mà chúng ta đã học rồi nhưng mà quên những kiến thức thì mình có thể vào đây nhấn vào cái mục kiểm tra. Không phải ở bên ngoài ha, để chút mình chỉ bên ngoài để mình thi vượt cấp. Và học khi mà thi vượt cấp xong chúng ta qua được thì sẽ được mở khóa những cái bài bên dưới. Còn nếu chúng ta không có được mở khóa đó thì mình sẽ phải học thứ tự từ trên xuống dưới mình mới có thể qua những cái bài khác. Và chỉ cần mỗi ngày chúng ta dành ra 5 đến 10 phút, hoặc có thời gian chúng ta có thể chọn cái setup cái mục tiêu là 15 20 phút, đó là tùy do cái mỗi người chúng ta sắp xếp thời gian như thế nào. Và việc học chúng ta sẽ cần duy trì cái việc đó mỗi ngày một ít thì chúng ta sẽ có được sự thành công. Bây giờ chúng ta bắt đầu với bài học hôm nay nha. Rồi, từ này ha. Mơ. Ha, từ này là gì? Mơ. Mơ. Nhiều khi nó đọc nhanh quá mình sẽ nghe không rõ ha. Này, để các bạn nhìn có rõ cái khẩu hình của mình, khẩu hình miệng mình phát âm như thế này ha. Mơ. Mơ là em mơ ha. Mơ mơ mơ. Mơ mơ mơ. Ha. Cái từ đầu tiên á là e n thì là mơ mẫn mẫn ha. Còn từ này là mua mua, còn này là mơ mơ. Mà để ý nha, chữ mơ này lại không có dấu, không có dấu thì mình sẽ là phiên âm thì nó sẽ đọc rất là nhanh. Mơ mơ ha. Rồi, từ này là từ mơ miệng ha, miệng ha, miệng. Nãy mình học rồi, từ này là mơ, đây là miệng, đây là miệng. Thì chữ miệng á này là có g ha, mình nhớ là cái độ rung ở cổ nha. Miệng miệng ha, miệng là tên. Mơ. Đó, vừa mới học bây giờ chúng ta lại thực hành lại cái từ đầu tiên mình vừa đọc vào cái đề, là từ mơ. Mơ. Này, này, mơ mơ mơ. Nhiều khi đây là do họ phát âm nhanh đó, cho nên mình nghe là mơ 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 ha, nó như thật sự là mơ, nhưng mình tại vì mình tập chậm theo đúng, ở đây không có dấu, không có thanh điệu thì chúng ta là mơ mơ ha, mơ mơ mơ, đó rất là nhanh ha, cho nên nhiều khi mình nghe âm nó hơi bị khác xíu mà. Sẵn. À, sẵn, sẵn, ha. Xin. Từ đầu tiên là xin. Nghe là sẵn, sẵn, ha. Không có g thì đọc nó ngắn vậy. Sẵn. Ở đây là chưa, chưa, ha. Đây là sẵn. Từ sẵn này ghép với từ mơ, sợ mơ là cái gì, ha. Sự. À, chữ. 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 À, hai âm này thì nó sẽ giống nhau ha. Chữ. 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 Ha. Chữ. À, các bạn nghe là chữ. À, chữ. Cho nên cái âm này là sẽ có hát không các bạn? Ha, nghe lại nha. Chữ. 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 Ha. Chữ. Chữ. Là không có hát nha. Chữ. Nếu mà có hát thì sẽ là chữ. Chữ. À, mình nghe cái âm nó sẽ có độ sâu do cái lưỡi chúng ta cuốn lên. Rồi, đến 25 câu.
miếng, hả, miếng, cái này là sơn, hả, này, miếng, miếng, hả, này từ là từ thứ ba, thứ ba chúng ta cùng học. Các bạn để ý là nó sẽ khác với tiếng Trung và tiếng Việt khác nha. Tại vì ở đây là đại từ nhân xưng kết hợp với danh từ thì nó cũng là chủ ngữ luôn của câu. Nhưng mà cái chủ ngữ này thì thông thường mà có chữ của, đa phần các bạn để ý là có những cái đại từ nhân xưng trong tiếng Trung á thì nó sẽ ngược lại với tiếng Việt. Như của miếng chữ, miếng chữ, hai miếng chữ, hai mà miếng chữ, hạ từ là hạ tên của họ, tên của bạn, tên của anh ấy, chỉ tên bao giờ cũng đứng trước. Cho nên chỗ này nó lại ngược với tiếng Việt. Chứ không phải là khi các bạn muốn nói là tên của tôi, miếng chữ của, thì nó sẽ hoàn toàn bị sai. Cho nên mình nhớ cái chỗ này ha. Tiếng Trung thì ngược lại tiếng Việt chỗ này. Cho nên chỗ này chúng ta bỏ qua là sẽ đúng, đúng. Đúng. Và miếng chữ, chào là miếng, là hạ, chào là chào là gọi hay là nếu mà mình dịch theo tiếng Việt thì gọi là gọi. Tên của tôi gọi là Nguyễn Minh, hay là một câu nó tương đương ý nghĩa là tên của tôi là Nguyễn Minh, hạ Đoàn Nguyễn, tên của tôi là Nguyễn Minh, hạ Nguyễn Minh, hạ đúng ha. Ai rồi nãy mình hỏi bạn nào ha, đừng đọc ai đọc cái chữ này là chữ mê nha, là đi luôn á, mơ ha. Mơ chữ e trong tiếng Trung á là mơ ha, mơ là từ thứ ba, mơ từ đây là quảng, ở đây mình nhấn vào mình sẽ nghe là quảng ha, đây là sơn sơn, đây là ta ta, từ này chắc các bạn đều rất là quen ha, lúc nhỏ mà chúng ta chơi với nhau thì có ta xẹo đây là chữ đại hay là lớn, còn chữ mơ ở đây sẽ là từ thứ ba mơ sự, rồi đây là sự ha, đây là sẵn, còn đây là miếng, còn đây này là mới vừa gặp là mơ, cái này sự là từ này sự sẵn ha, đây qua nhanh nhạt sẵn là từ này ha, còn đây là sẵn mơ là cái gì ha, từ này họ là gì, họ Nguyễn ha, gọn, còn đây này là bạn gì sẵn ha, sẵn lúc nãy vừa gặp cái từ đó ha, chữ sẵn là đây là chữ, đây là gì, miếng ha, đây là sẵn, để chúng ta nếu mà có thời gian thì chúng ta cứ luyện hết những cái từ này rồi mới chọn ha, khi nhấn vào mình sẽ nghe được, cho nên mình cứ đây là chữ ha, chữ chữ thì mình nghe thử nha, chữ đúng rồi ha, miếng miếng đó, thì chúng ta sẽ có thêm được một lần luyện lại nữa ha, nếu mà mình có thời gian, không có thời gian thì cứ luyện chọn thẳng cái từ mà mình cho là đáp án đúng. Mình khuyến khích các bạn nên nghe hết như vậy, mình sẽ tăng cường cái kỹ năng nghe hơn ha. Đây là chữ ha, chữ thì đây là, đây này là miếng, đây là lì, đây là hỏa, hỏa, có nghe chưa là chữ, chữ, là rồi. Rồi, đây này là của là tôi, của, mơ. Mơ là số 9. Là số 10 chứ, số 0. Miếng, đây là miếng. Đây là sự, là chữ. Sự. Đây là trấn. Trấn. Rồi, bạn tên gì? Bạn tên gì? Là mình chào sở mở. Miếng, sao gọi miếng dự ha? Là bạn tên gì? Mình chào. Chào. 什么名字？你叫什么名字？你叫什么名字？啊，这个先改版本就，啊，你叫什么名字？啊，对了，明明，问古板那句，啊，我叫阮明，你叫啊，问古板那句，那句，那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 ，
Ở đây nếu mà để gõ được cái từ phiên âm tiếng Trung á, chúng ta phải cài bộ gõ đó ha. Và ở trong điện thoại á, hay là trong máy tính á, bây giờ nó cũng có tích hợp cái bộ gõ rồi, cho nên chúng ta nhớ cần phải kích hoạt nha. Đối với Win mà lúc trước xài thì chúng ta cần phải kích bỏ cho đĩa Win vào và kích hoạt. Mình bây giờ mình không có xài Win nữa, cho nên mình không có biết cái cách kích hoạt nó như thế nào, nó có khác lúc trước hay không. Nhưng mà các bạn nào mà cài mà từ mình xài từ Win 7 á, Win 7 là trong đó nó có rồi, chúng ta chỉ cần vào trong cái phần setting language, chúng ta cài kích hoạt cái phần ngôn ngữ Asian language là mình có thể gõ được tiếng Trung. Còn trong điện thoại thì đa phần những cái điện thoại mà smartphone bây giờ thì có cái tích hợp á, mình cứ vào đó mình mở cái chức năng là tiếng Việt lên thì mình sẽ gõ được tiếng Trung ha. Và tiếng Trung thì ở đây nó sẽ có cái là Simline với là Traditional ha, thì mình sẽ chọn cái là Simline này, gõ theo cái dạng thể, chứ chúng ta không thể không gõ theo cái phồn thể. Phồn thể là của Đài Loan nó nhiều nét hơn, cho nên nó không có thông điệp bằng, chúng ta cứ dùng dạng thể ha các bạn ha. Rồi vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bài học hôm nay. Anh chờ lót ha. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp luôn cái bài tập. Do là mình lại ngày làm nghỉ, cho nên cái trick của nó, không có được liên tục. Và nếu các bạn được thì nên học mỗi ngày một bài một và kiên trì học hết nha. Mình hiện tại là mình đang học trên cái nước quán tiếng Anh á, thì mình học bằng tiếng Trung, dùng tiếng Trung để học tiếng Anh. Và hiện tại mình đã kiên trì được khoảng như là 7-8 ngày rồi. Và cũng mong là các bạn tham gia cùng mình để kiên trì mỗi ngày vừa học để chúng ta giữ được cái trick cho. Bây giờ mình cứ đặt cái mục tiêu 30 ngày đi ha. 30 ngày, hoặc nếu mà lúc đầu mình chưa có thời gian mình cứ đặt trước là 3 ngày, 7 ngày, chỉ cần sự kiên trì của mỗi ngày một tí là chúng ta sẽ có thấy được sự tiến bộ rõ ràng ha. Quảng, từ đây là của ha. Đó. Ở đây nó không có phát âm ra ha. Ở đây là quảng, còn đây là mặn, cho nên từ thứ hai là quảng ha. Quảng. Xin. Đây là xin. Ha, đây là miếng. Miếng, đây là xin. Xin, còn đây là xin. Xin là họ. Các bạn để ý nè, cái họ thì là gì, có nam có nữ ha, người nam người nữ đều có họ hết, cho nên đây sẽ ghép lại thành là chữ xin. Cái bộ này là bộ nữ nè, cái bộ này là bộ sống ha. Cái ra sức sống ha, hai cái này ghép lại thì thành là xin. Rồi chúng ta vừa gặp học ha, xin đây là gì, mình ôn luôn nha. Đây là nó nà ha, có m thì là mơ, nơ nờ mờ, nó nghe tiếng Việt ha, cái chỗ này thì nó giống tiếng Việt, âm này dễ ha. Nơ đây là quảng, còn đây là xin đó nà, nơ à, đây là nản đây là nà, nhớ là thành cái từ phải viết phát là nà nơ à, cái này là thêm thanh động nhanh nơ nè, đó do ở đây là ở đây nó phần có phần nó đọc nó cũng giống như là máy đọc, các bạn hiểu không, cho nên cái âm của nó mình nghe đôi khi nó hơi là máy móc một tí xíu đó. Âm này nếu mình đọc nhanh nó là nó à, chậm lại thì là nó à. Xin什么 mình học là cái gì ha, tức là hoặc là một thứ gì cũng được ha. Xin là họ, còn nghi là bạn ha. Ở đây cái chỗ này nó cũng cấu trúc nó ngược lại giống như là nghi miễn dự ha, nghi miễn dự thì đây cũng tương tự là vậy ha. Như các bạn đã nhớ lúc nãy mình nói là có đại từ là chỉ nghi là bạn, thì nó điều đảo ngược là nghi xin sợ mơ, tức là họ và bạn, họ bạn họ gì, hoặc là họ họ của bạn là gì, họ của bạn là gì, tức là bạn họ gì, bạn họ gì ha.
你信什么？Ở đây á thì đối với tiếng Trung á, nó không phải là ở cái chỗ này mình suy nghĩ mình thấy là tại sao nó lại lúc thì nó ngược lại với tiếng Việt, lúc thì nó giống, thực sự là không phải đâu ha. Cái này là do tiếng Trung thì thực sự các bạn để ý đây là nó có một nguyên tắc thôi. Xin xin là họ ha, nếu mà chúng ta thấy theo đúng là họ của bạn hay là tên của bạn thì nó cũng tương tự nhà cũng mình xin hay là những gì đó, nó đều là một cái cấu trúc, nhưng tiếng Việt của chúng ta thì phải là khác. Lúc này giống như các bạn thấy là miễn dự là tên của bạn, nó để tên, nhưng mà qua cái chữ họ là bạn họ gì thì lại là chữ bạn đứng trước chữ họ, đúng không? Đó, cho nên ở đây do tiếng Việt chúng ta có hai cách dùng. Thứ nhất có thể dùng là bạn họ gì hoặc là họ của bạn là gì. Thì đối với cái cấu trúc mà sao lúc sau mà mình nói á, là họ của bạn là gì thì nó sẽ giống tiếng Trung. Còn nếu ngoài ra tiếng Việt có một cái cách cấu trúc, một cái cách nói khác nữa thì nó sẽ dùng là bạn họ gì đó. Cho nên ở chỗ này á, khi mà chúng ta dùng quen với ngôn ngữ tiếng Việt của mình thì mình sẽ cảm thấy cái việc đó là muốn nói làm sao tiếng Việt cũng hiểu là được rồi. Nhưng mà qua mình học cái tiếng Trung mình sẽ lại suy nghĩ là sao mà lại rắc rối như vậy, lúc thì ngữ pháp như vậy, lúc thì ngữ pháp như kia. Ha. Nhưng cái này không phải do cái tiếng Trung nó nói, đối với tiếng Trung nó chỉ có một nguyên tắc thôi. Nên mình chỉ cần cái chỗ này các bạn để ý kỹ là mình sẽ nắm được ha. Đó, giống như là mì miễn dự, mì xin. Thực sự nó có ở đây, nó mình có thể là có một chữ tờ ở đây. Mì đầm xin, mì đầm miễn dự, hạ tờ ở đây là cũ. Tức là tên của bạn là gì, họ của bạn là gì. Nó đều là một cái cấu trúc hết. À, nhưng mà ngoài ra chữ tơ nó cũng giống, chỗ này thì nó cũng giống tiếng Việt. Chữ tơ chúng ta có thể lược bỏ, tức là tên bạn là gì, tên của bạn là gì cũng được, họ bạn là gì, họ của bạn là gì. Đó. Hai điểm này là nó tương tự, cho nên chúng ta phải để ý điểm nào giống và điểm nào khác để mình biết cái cách vận dụng. Chứ mình không có thể dùng cái nguyên tắc hay là cái ngữ pháp của tiếng Việt để đưa vào tiếng Trung sử dụng thì nó sẽ sai hoàn toàn. Cho nên mình phải nhớ chỗ này nha. Ở đây là do tiếng Việt mình khác chứ không phải tiếng Trung khác đâu ha. Mì xin sợ mờ, mì miễn dự, mì miễn dự sư sợ mờ, nó đều là một cái cấu trúc nhất quán thôi. Đó. Đây mình nghe nè. Đó. Đây là xin. Xin. Xiao. Xiao. Đây chúng ta vừa luyện tiếng âm luôn ha. Quảng. Quảng. Này, nó. Đó. Nó ha. Mì xin lý, của xin Wang. Mì xin lý, của xin Wang. Mì xin lý, của xin Wang. Mì xin ha, mì xin. Là, giờ mình học theo cái nguyên tắc giống tiếng Trung đi ha. Là họ của bạn. Là họ Lý ha. Nó hơi bị dài chút, còn nếu mà mình nói đơn giản là bạn họ Lý. Đó ha. Bạn họ Lý, bạn họ Lý là mình xin lý, của xin quảng thì cũng vậy, của xin quảng là tôi họ Vương, là tôi họ Vương ha. Bạn họ Lý, tôi họ Vương ha. Của mình tự chào lý, nhìn đó. Của mình tự chào lý, nhìn đó. Của mình tự, mình học rồi ha. Của mình tự là tên tôi nha, chứ không phải là tôi tên nha. Tôi tên trong tiếng Việt đỉnh được luôn ha. Đây là tên tôi ha, là Nguyễn Minh, rồi Nguyễn Lý, Nguyễn Lý Minh thì đó. Còn bạn nè, thì nó ở đây á, nó là một cái câu thể rút gọn của cái câu hỏi. Câu hỏi nó giống như, nếu mà đối với tiếng Anh thì gọi là câu hỏi đuôi, tức là câu hỏi mịch đảo á. Tức là bây giờ mình muốn nói ha, nó dùng để hỏi một cái ý ở phía trước chúng ta vừa nói, ngược lại bạn thì sao, còn bạn thì sao, giống như vậy. Ví dụ giống như tôi, mình đang đây là giới thiệu con đi thì mình giới thiệu họ ha. Wo xin li ni, tức là người này muốn hỏi cái chữ nhìn nó đây, muốn hỏi là
bạn họ gì. Còn ở trường hợp này á, gọi là giới thiệu chào. Các bạn hiểu không? Nó có sự khác biệt ha. Cho nên cái niềm đó này, nó phải từ cái trường hợp, nó cũng sử dụng giống giống như tiếng Việt trong của tiếng Việt mà. Còn bạn ha. À, tôi ăn cơm rồi, còn bạn, à, tức là mình muốn hỏi người ta ăn cơm chưa. Đó, thì cái trường hợp gì nó ở đây nó cũng sử dụng tương tự giống tiếng Việt thôi. Rồi, đây là chữ quảng ha. Quảng ha. Ăn, quảng. Đây là sáng. Sáng. Đây là quảng. Quảng. Đây là mơ. 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 Mà đây là sáng. Sáng. À, cho nên cái từ nào là từ đúng? Từ thứ hai. Quảng. Quảng. Rồi, quảng. Ở đây là ròn. Ròn. À, ròn. Đây là quảng. 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 Đây là xin. 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 Nó. 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 À, nên chúng nghe ta nghe lại nha, là cái từ nào đúng nha. Quảng. Quảng là số 3. Quảng. Rồi, chúng ta đến với từ ha. Từ này là bạn đấy. Nhi. 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 Ròn. 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 Đây là miếng. 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 Xin. 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 À, hôm trước chúng ta đã học rồi ha. Nhật với Nguyệt thì gọi là Minh. Minh tức là à, ngày mai, ý nghĩa là ngày mai ha. Hay là ý nghĩa của nó nghĩa là mặt trăng ha. Nguyễn Duy ha, Nguyễn Duy là Minh Nguyệt. Còn Xin là nam với nữ thì là họ. Nhi chào Wang Hua. Nhi chào Wang Hua. Ở đây nó có hai chế độ nghe ha, chế độ này là nhanh. Nhi chào Wang Hua. Nhi chào Wang Hua. À, nhi chào Wang Hua. Nhi chào Wang Hua. Tức là nhi chào Wang Hua. Nhi chào Wang Hua là tôi. À, nhi có thể gọi bằng tên Vương Hoa. Rồi, cái tên này là nên mình học là xin. Xin. À, nó. Nó. Đây là miếng. Miếng. Đây là chào. Chào. Nó nó là câu thứ hai. Nó. Câu hỏi lý còn bạn ha. Ở đây viết bằng cách chúng ta chọn những từ này lên ha. Chứ con chứ mình không phải là đây mình gõ vô nha. Có nhiều bạn hiểu lầm chỗ này là có hàng mà mình muốn cứ nhắc được vào gõ mà còn không được ha. À, tôi hỏi lý còn bạn ha. Tức là của chào chào. À, không phải, nếu mà họ thì chúng ta phải dùng là của xin lý xin lý. Ừ, chứ không dùng từ chào họ. Của xin lý lý nó. Lý nó. Của xin lý lý nó. Ha. Để nào chào thì mới dùng sự mở miễn dự. Cho nên hai chỗ này khác nha. Khi nào mà mặn nó chào ở chào thì phải là dùng tên. Hay là đầy đủ tên và họ của chào à, lý lý. Hay là của chào à, đoạn miếng của chào. Hay là dùng hai chữ lót, hai chữ tên của mình là cũng được. Nhưng mà dùng chữ xin thì phải là của xin lý ha. Chứ không thể là à, dùng cái hiệu của xin lại là à, của xin thì thông thường nó là tên trên cái tên của mình. Thì mình không có thể không thường cái này không có dùng là như là của xin lý miếng gì thì không đúng ha. Ví dụ như những cái họ mà họ hai chữ đi và họ Âu Dương, của xin Âu Dương, Âu Dương, Âu Dương thì mình có thể dùng cái họ này. Như mình ở đây từ này là giới thiệu họ thì không thể này bỏ tên này đây nha. Của xin lý miếng đó. Bạn họ Vương, tôi họ Lý ha. Nhi xin lý, của xin ha. Bạn họ Lý với tôi họ Vương. Xin Wang, của xin Wang ha. Đây từ Wang này. Đây. Wang. Ok, đó là chúng ta học xong cái bài đó. Thì mình sẽ hoàn tất một cái cấp độ và sau đó sẽ mở cho mình cái cấp độ 2 ha. Ok. Rồi, thực sự đó, cái bài này nó cũng sẽ không có tốn quá nhiều thời gian học tập rồi. Cho nên mình mong rằng các bạn có thể dành mỗi ngày từ 5 đến 10 phút để làm phút để chúng ta tích lũy dần những kiến thức
tiếng Trung của mình, và từ đó mình sẽ có những cái sự tiến bộ. Và sau khi mà học những cái bài này rồi, các bạn có thể tham gia những cái lớp giao tiếp ở trên Zoom để chúng ta sẽ cùng luyện phát âm. Mình sẽ giúp các bạn chỉnh sửa phát âm. Nếu bạn nào có những cái thắc mắc gì, mình có thể inbox hoặc là join group bên Zalo của mình để mình sẽ hỗ trợ thêm các bạn. Và lớp học hoàn toàn là miễn phí. Và mình mong muốn sẽ giúp được các bạn trong cái việc mà học tập tiếng Trung. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi cái bài học hôm nay. Và trước khi kết thúc thì mong rằng các bạn hãy cho mình một like, share cũng như theo dõi kênh để ủng hộ tinh thần cho mình làm thêm những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Chào tạm biệt.